Rồi, hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại trở lại trên đường live của mình tối nay. Lại tiếp tục chia sẻ những vấn đề liên quan đến quanh cái vụ lùm xùm giữa nhân vật, các nhân vật mà chúng ta đang quan tâm trong suốt thời gian qua liên quan đến drama của tỉnh Thất Bồng Lai. Hôm nay thì trên bài chia sẻ của Hồng Sơn trên kênh Thanh Trần có một bài chia sẻ và những lời nhận định của Hồng Sơn cũng khá là thú vị. Những nhận định của Hồng Sơn chia sẻ về luật pháp thì chúng ta công nhận, cái gì đúng thì đúng, còn cái gì mà cảm thấy rất là khôi hài, rất là tiếu thì chúng ta cũng công nhận. Bên cạnh những lời nói của Hồng Sơn, nói trước quen sau về cái trách nhiệm của mình khi chia sẻ pháp lý và nhận định những cái yếu tố liên quan đến pháp lý đối với vụ Thiền Am và những lùm xùm tranh cãi khi nhắm đến những nhân vật mà được gọi là cộng sự, đồng nghiệp cùng với Hồng Sơn trong suốt thời gian qua khi tham gia trên kênh Nhật Ký Luật Sư cũng như tham gia trên mạng xã hội. Đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng nhân vật Hồng Sơn này rất là tích cực trong thời gian gần đây khi nhắm đến những cái biến cố và những diễn biến liên quan đến các vị luật sư, trong đó có 3 vị luật sư đang rời bỏ quê hương ra đây. Chính từ cái móc xích này và cũng là cái căn cứ này mà Hồng Sơn Hồng Thanh luôn lên dẫn chuyện, dừng chuyện để khiến cho cộng đồng, khiến cho khán giả nghĩ lệch về trách nhiệm và nhân cách giá trị của 3 vị luật sư khi đã rời bỏ quê hương. Trong đó thì chỉ có 2 luật sư được cộng đồng mạng quan tâm và nhắc đến nhiều nhất. Cộng đồng mạng ở đây là 2 nhân vật đại diện tiêu biểu cho mạng xã hội, người tri thức, luật sư ẩn danh, luật sư Hồng Sơn, rồi luật sư thạc sĩ Hồng Thanh thường xuyên nhắc đến luật sư Đào Kim Lân. Và hôm nay sau khi có sự xuất hiện của kênh luật sư Đặng Đình Mạnh, do Mạnh Đặng làm chủ kênh đại diện và chia sẻ các cái thông điệp về những khuất tất cũng như nỗi trăn trở về những vụ án liên quan đến người Thiền Am, về các cái biến cố xảy ra từ pháp lý cho đến khi mà các cái biến cố liên quan đến thị phi và những vướng mắc của các vị luật sư khi vướng vào 331 tranh luận về pháp lý, thì việc các vị luật sư rời bỏ quê hương ra đi đó là một sự cố, sự thế, bởi vì trước mắt là họ bảo vệ cho cái sự an nguy, họ lo cho cái sự an nguy về tính mạng gia đình của họ, bảo vệ cho sức khỏe gia đình người thân của họ, cho nên họ chấp nhận ra đây. Bởi vì liên quan đến việc truy tìm của cơ quan điều tra thì 3 vị luật sư cũng khẳng định rằng các đơn truy tìm này nó không phù hợp với quy định của pháp luật và trái với quy định của pháp luật, cho nên đó là lý do mà để họ không phối hợp và không thực hiện theo các cái mệnh lệnh của cơ quan đức hòa. Cho nên họ, việc họ ra đây là một sự cố chấp để bảo toàn lấy sức khỏe và tính mạng của họ. Sau khi 3 đơn triệu tập lần thứ nhất, thứ ba thì lại có xuất hiện những cái thông tin về việc mà họ bị truy vấn, họ bị hăm dọa, họ bị đe dọa ngoài các cái thông tin truy tìm, thì đó là cái việc mà họ phải chấp nhận để ra đi. Nhưng cũng chính từ cái sự ra đây này mà để lại cho những nhân vật như Hồng Sơn, Hồng Thanh là một sự phấn khích, là một sự thỏa thích khi biết rằng các vị luật sư là đồng nghiệp của mình đã vướng vào pháp lý. Họ có thể hả hê, họ mãn nguyện cho cái vấn đề này, bởi vì bây giờ các vị luật sư này là trở thành đối thủ hạng nặng của họ trên mạng xã hội. Trình độ của 2 vị thạc sĩ luật sư này không đủ tri thức và nhân cách để đối chất đối đầu với 3 vị luật sư này, thì đây là cơ hội để cho họ đáp trả và cơ hội họ tìm mọi cái góc khuất để triệt hạ đồng nghiệp của mình. Cho nên đó là một cái lý do mà chúng ta thấy
Hồng Thanh và Hồng Sơn trong suốt thời gian khi ba vị luật sư đã ra đi thì họ rất tích cực. Việc tích cực chia sẻ, dẫn dắt, tham gia trên mạng xã hội, bên cạnh đó còn tích cực được thể hiện là cái nhân vật tiêu biểu với cái trách nhiệm hữu hiện để giúp sức, giúp đỡ cho người Thiền Am bằng mọi công việc, bằng mọi các cái diễn biến mà chúng ta thấy rằng hai con người này đã lợi dụng bất chấp và đánh đổi bất chấp từ nhân cách cho đến trách nhiệm vị thế của mình. Liên quan đến rất nhiều các việc chứ không phải chỉ riêng gì việc mà chống thấm chống dột. Rồi gần đây liên quan đến việc làm đường, rồi liên quan đến cái việc mà tiền bạc quỹ luật sư cũng hai vị này tự đặt ra, tự bịa chuyện ra để dẫn chắc dư luận, rồi đổ tội, rồi vu khống cho các vị luật sư này. Nhưng họ chưa đưa ra một cái bằng chứng nào thực tế cụ thể cả. Khi mà nhắc đến tiền bạc thì hai con người này rất là tích cực, nhắm đến là quỹ luật sư, nhắm đến việc mà tiền thù lao các vị luật sư này đã nhận từ Thiền Am, đã nhận từ Mạnh Thường Quân, từ các cái vụ án dịch vụ pháp lý của Thiền Am. Cho nên họ rất tích cực phân tích và dẫn dắt các cái sự việc này, khiến cho chúng ta cảm thấy nó rất là trớ trêu và ngớ ngẩn. Trong cái bài chia sẻ tối nay của Hồng Sơn thì ngồi luật sư Thanh rằng ngày hôm nay cũng chia sẻ, cũng nhắm đến cái việc mà trách nhiệm của các vị luật sư sau khi có việc điều tra của cơ quan thêm một lần nữa vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, về cái quyết định, về cái bản án mà tội lợi dụng trục lợi để tìm nhân chứng, tìm người bị hại trong vụ án này. Đến bây giờ vẫn chưa có một bị hại nào mà là gọi là cụ thể nhất để chứng minh, để khẳng định là một bị hại liên quan đến người Thiền Am đã lợi dụng trục lợi. Chưa có. Chỉ có ông Thiện Đạt, nhưng tất cả các cái chứng cứ từ Thiện Đạt này chưa đủ căn cứ để khẳng định là Thiện Đạt là bị hại và người Thiền Am là người đã lừa đảo trục lợi Thiện Đạt. Các cái vấn đề này vẫn chưa có một căn cứ. Cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra một cái thông báo về kết luận và khẳng định Thiền Đạt là bị hại. Nhưng Hồng Sơn và Hồng Thanh thì lên dẫn dắt khẳng định cho rằng là người Thiền Am đang là vướng vào tội lừa đảo trục lợi. Đồng ý vụ án lừa đảo trục lợi thì cơ quan điều tra đã khởi tố từ lâu, nhưng chưa có căn cứ để khởi tố bị hại và chưa đưa ra cái quyết định khởi tố bị can bị cáo trong vụ án này. Cho nên Hồng Sơn, Hồng Thanh dẫn dắt và cố tình khơi tất cả các cái vấn đề liên quan đến tiền bạc trong vụ án này. Và tại sao khi nhắc đến tiền bạc, nhắc đến các cái khoản thù lao từ luật sư, năm vị luật sư này, thì Hồng Sơn, Hồng Thanh rất tích cực. Ngày hôm qua thì Hồng Thanh cũng nhắc đến cái vụ việc này. Trong bài chia sẻ khi trưa thì mình cũng có nói rồi, khi các vị luật sư này ký hợp đồng đến với dịch vụ pháp lý cho người Thiền Am thì đã nói rằng là dịch vụ miễn phí, không có thù lao, và người Thiền Am cũng không phải chịu trách nhiệm để trả các cái khoản thù lao về phí dịch vụ hợp đồng pháp lý cho các vị luật sư. Riêng về cái khoản thù lao này thì do từ Mạnh Thường Quân đóng góp hỗ trợ chung tay tạo ra một cái nguồn vốn để hỗ trợ. Cái này gọi là hỗ trợ chứ không có gọi là dịch vụ pháp lý gì. Nói như Hồng Sơn thường hay dẫn chứng, thường hay nói rằng đây là dịch vụ pháp lý to cho tặng, đây là dịch vụ hợp đồng cho tặng. Không có dịch vụ hợp đồng cho tặng gì ở đây cả. Người Thiền Am đã ký hợp đồng với năm vị luật sư là hợp đồng miễn phí, không có trách nhiệm trả phí tiền bạc. Đấy, như vậy thì người Thiền Am bây giờ ngồi các cái nghĩa vụ là liên quan đến đối với việc điều tra cung cấp chứng cứ đối với cơ quan chức năng. Đối với năm vị luật sư này thì người Thiền Am không có trách nhiệm gì đối với cái vấn đề mà phải trả phí luật sư hay hoặc là lo cái khoản mà tiền bạc đối với các vị luật sư cả. Hồng Sơn, Hồng Thanh vẫn biết điều này nhưng vẫn khơi cái chuyện này ra, vẫn kêu réo trên mạng xã hội. Bởi vì họ đoán được cái khoản thù lao trong cái dịch vụ pháp lý đối với năm vị luật sư này rất lớn, nhưng họ không biết là bao nhiêu, họ chỉ tưởng tượng ra con số. Bởi vì họ thấy nó dễ lấy tiền Mạnh Thường Quân đúng không ạ?
vì cái quan điểm của họ là chỉ nhắm đến tiền, nhắm đến cái lòng hảo tâm của các mạnh thường quân. Họ chỉ suy đoán ra số tiền, họ tưởng tượng ra số tiền nó quá lớn đến hàng tỷ hàng tỷ, cho nên họ mơ tưởng, họ rất cay. Và trong cái vấn đề này họ không được hưởng cái khoản thù lao này à, cho nên họ thường xuyên tối ngày lên mạng xã hội rêu rao moi móc bằng mọi giá để tìm ra cái chứng cứ. Nhưng cuối cùng đâu có chứng cứ đâu, đâu có con số thực tế để biết rằng các vị luật sư này nhận khoản thù lao bao nhiêu và cái dịch vụ hợp đồng pháp lý này là bao nhiêu. Không ai biết, và không biết, chỉ có người trong cuộc biết và các mạnh thường quân biết. Đó, bởi vì họ cho tặng họ không quan tâm là ai cho tặng à, ai trao số tiền bao nhiêu. Họ từ tâm, họ xuất phát từ cái lòng thiện nguyện của họ giao cho các vị luật sư. Bởi vì trách nhiệm gánh vác của các vị luật sư về pháp lý đối với người thiền âm là quá lớn. Họ đáng, xứng đáng để được hưởng cái công trạng này. Cái công trạng của họ đáng được hưởng cái khoản thù lao từ người thiền âm. Chứ đây không có dịch vụ hợp đồng tặng cho gì ở đây hết trơn á Hồng Sơn. Hồng Sơn thì luôn nói rằng đây là dịch vụ pháp lý, hợp đồng cho tặng, không có cho tặng. Mạnh thường quân mỗi người một ít góp vô, chứ không có ký hợp đồng là à, đây là dịch vụ pháp lý dành cho các vị luật sư và đại diện cho người thiền âm, không có. Hồng Sơn cũng đã khẳng định nói là người thiền âm không phải mất tiền trong vụ việc này. Các vị luật sư cũng nói rồi, các người thiền âm không phải mất một đồng bạc nào trong cái dịch vụ pháp lý nào cả. Tất cả đều do Mạnh Thường Quân. Và việc này thì không có liên quan đến một cái vấn đề nào mà gọi là hợp đồng hay hoặc là hợp đồng tặng cho hay là dịch vụ pháp lý gì ở đây cả. Chỉ quan điểm một điều là Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí cho các vị luật sư này thôi. Chứ không có nói là tiền bạc hay hoặc là lệ phí hay hoặc là bắt buộc cái thù lao phải trả cho các vị luật sư. Đấy, Hồng Sơn nha, Hồng Thanh nha, phải hiểu điều này. Chính Hồng Sơn, Hồng Thanh cũng đã biết rõ điều này là như vậy rồi, nhưng vẫn lên dẫn dắt và phân tích. Bây giờ cái khoản thù lao bao nhiêu Hồng Sơn thường hay hỏi, Hồng Thanh thường hay hỏi. Mạnh Thường Quân cho bao nhiêu, ai là người trung gian đứng ra nhận tiền bao nhiêu, dịch vụ hợp đồng chặn cho này được ký kết như thế nào. Hồng Sơn luôn hỏi cái vấn đề này rất là vô duyên vô cớ, trong khi là nó nằm ngoài các cái hợp đồng, gọi là hợp đồng dịch vụ đấy, nó nằm ngoài về cái tính chất pháp lý thì nó không có. Bởi vì đây là lòng tự nguyện phát xuất từ, liên quan từ các Mạnh Thường Quân đối với các vị luật sư này thôi. Cũng giống như là à, tôi mến mộ anh tôi, to cho tặng người trăm, người năm chục, góp lại là thành một cái khoản thù lao để hỗ trợ kinh phí đi đường, hỗ trợ tiền cà phê nước non cho các vị luật sư này để đủ tự tin, để có cái trách nhiệm đối với người thiền âm. Về vấn đề này là Mạnh Thường Quân chịu trách nhiệm, chứ không có liên quan gì đến nhóm đo đề, không có liên quan gì đến Minh Tú và cũng không có liên quan gì đến các vị luật sư cả. Cho nên Hồng Sơn, Hồng Thanh đừng có lôi cái chuyện mà tiền bạc liên quan đến cái dịch vụ pháp lý, hợp đồng tặng cho gì ở đây cả, không có liên quan gì đến các luật sư. Đấy, trong bài chia sẻ hôm nay thì Hồng Sơn dẫn chứng minh cái điều này cũng rất là rõ ràng. Có nhiều cái thì cũng khá là thú vị, thuyết phục, nhưng có nhiều cái nó rất là vớ vẩn. Chúng ta có thể nghe một đoạn rồi chúng ta có thể đánh giá được cái nhân cách của người Hồng Sơn này như thế nào. Trong cái vấn đề hôm nay thì Hồng Sơn ở cái đoạn cuối lại có những cái lời mỉa mai, khích bác đến luật sư Lăng. Cái lời nhận định của Hồng Sơn mang tính rất là mỉa mai. Mỉa mai ở đây là khinh miệt về nhục mạ, bên cạnh đó là rất thỏa chí về cái việc mà các vị luật sư đã ra đây và không còn trách nhiệm gì đối với thiền âm, và không còn là cái trách nhiệm hành sự trên trong đất nước nữa. Coi như là Hồng Sơn rất mãn nguyện, bởi vì đã tách khỏi ba cái đối thủ hạng nặng đối với mình rồi. Cho nên Hồng Sơn rất là mãn nguyện. Và hôm nay anh dùng những cái lời rất là mỉa mai, rất là miệt thị, nhưng anh cũng rất là sâu cay trong cái vấn đề này. Khi thấy được cái bản thân của mình quá hèn nhục, quá nhút nhát trong cuộc chơi này, nhưng anh vẫn cố bạo biện cho cái nhân cách, cái hành động của mình là một người trượng phu. Đây, chúng ta cùng nghe một đoạn cuối trong bài chia sẻ của Hồng Sơn vừa mới kết thúc. Có, tôi là anh luật sư Mã đã nói là có, anh Mã đã nói có là chẳng bạn của người thiền âm rồi.
Thì bây giờ đó, anh Mạnh anh nói là như vậy thực tế mà nói không phải chỉ quan 31, không phải là ba cái vụ là 31 hoặc là 3 tự động mà tất cả những quan hệ pháp luật. Thì tôi hỏi rằng cái quan hệ pháp luật là sự kiện của người Việt Nam mà hoảng loạn lên. Xin chào Minh Tú, xin chào Dương Phật, tí mình chào, mình gửi lời cảm chào nha các bạn. Thì luật sư có biết không? Để nghe tí. Rồi, như vậy cái đó có gọi là quan hệ pháp luật không? Đó là tôi nói theo quy định pháp luật. Nên nhớ rằng thi hành án hình sự đó là giai đoạn thứ năm trong lộ trình tiến hành tố tụng của hình sự. Đoạn thứ nhất khởi tố, thứ hai điều tra, thứ ba truy tố, thứ tư xét xử và thứ năm là thi hành án hình sự. Cái điều đó thì rõ rồi. Trong một phiên tòa, trong một bản án thì tất nhiên là nó phải đầy đủ từng bước, nó phải trình tự. Thế thì nếu mà nói là vụ án 331 thì việc này có là luật sư chỉ có nói tới phục thẩm hết, có thì bị hợp đồng mình ký vậy mà tôi tới sơ thẩm thôi là hết đó, phạt chủ thì tôi chỉ có tính tới đó, còn ai có được tôi tiếp tục tôi làm hợp đồng khác. À thì đúng, thì sơ thẩm hết rồi thì ký hợp đồng tiếp lên tới phúc thẩm hết rồi muốn ký nữa thì tiếp tục là để tiếp ký nữa, không là ký việc khác, ký nữa liên quan cái vụ án này nè thì tiếp tục, đó là tùy theo cái thỏa thuận. Nhưng vì anh Mạnh đã có nói rằng là không những là ba mà tất cả quan hệ pháp luật của người Việt Nam, hay nói đúng hơn là những cái gì mà liên quan tới pháp luật của người Việt Nam thì là nhớ một sự là đảm tranh. Thế thì tôi hỏi rằng cái sự kiện mà không được, cái không biết đó, mà từ không biết tới được không được thông cảm đó, việc này có phải là quan hệ pháp luật không? Quá đi chứ, quan hệ pháp luật trong cái giai đoạn thứ năm của vụ án hình sự 311 là giai đoạn thứ năm. Anh dẫn chứng, anh nói tới pháp lý thì ngay còn có lý đó, à, liên quan đến vụ án, liên quan đến các cái tình tiết tình tự thì có lý. Nhưng mà anh nói về cái hợp đồng tặng cho liên quan đến tiền, liên quan đến cái khoản ngân phí mà phải trả cho các luật sư này, nó rất là vô lý. Bây giờ nó liên quan đến thù lao luật sư. Đó, thù lao, để nghe anh nói nè. Là anh nói tôi là coi như là can thiệp giờ, cái đầu hỏi, phải nói, anh nói là kể cả ông Văn, ông Cụ Lê Tùng Văn, ông không được quyền hỏi. Xin chào Phú Liên Nguyễn. Nhưng mà tôi chưa bao giờ hỏi là cái luật sư bao nhiêu đó, tiền cũng... Làm sao mà được hỏi được, cụ Vân cũng không được hỏi, bởi vì hợp đồng pháp lý dịch vụ là miễn phí, người Thiền Am không phải mất một đồng bạc nào hết. Trách nhiệm ở đây là liên quan đến những người liên quan, trong đó Minh Tú là người đại diện đứng ra thuê ký hợp đồng, à, chịu trách nhiệm về các cái vấn đề. Còn ngân phí là do Mạnh Thường Quân họ hỗ trợ. Trong đây không phải là một người mà có thể là hàng trăm hàng triệu người, mỗi người một ít, mỗi người một ít, con số nó cộng dồn lên một cái khoản gọi là ngân phí. Và cái vấn đề này trách nhiệm chỉ thuộc về người đòi hỏi cái vấn đề này là chỉ có các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, họ muốn đòi hỏi, họ muốn biết cái khoản đó bao nhiêu là tự họ biết, họ cho bao nhiêu họ biết, chứ không phải là trách nhiệm về Hồng Sơn, không phải là người Thiền Am mà đứng ra đòi hỏi cái phải công khai, phải kê khai cái ngân phí này ra làm gì. Cái khoản phí luật sư thù lao, đây là gọi là cái thù lao chứ không có phí gì hết. Cái thù lao cá nhân hỗ trợ chứ không có dướng vào cái hai cái từ mà dịch vụ pháp lý như Hồng Sơn thường hay nói. Hồng Sơn thường hay đem hai cái từ là dịch vụ pháp lý, dịch vụ hợp đồng tặng cho. Cái này không có liên quan gì đến với người Thiền Am, không có liên quan gì đến Hồng Sơn, Hồng Thanh cả. Chỉ có liên quan đối với năm vị luật sư và các Mạnh Thường Quân thôi, bởi vì họ tự nguyện tặng cho mà, chứ còn đây không có dịch vụ hợp đồng gì ở đây cả. Hợp đồng là hợp đồng ký về pháp lý, ký pháp lý cho người Thiền Am hỗ trợ pháp lý miễn phí nghe Hồng Sơn. Cái đó quyền của họ, quyền của tôi và nghĩa vụ của người đó thì tôi mới hỏi. Anh hỏi làm gì? Anh đâu có phải là cho tiền bỏ tiền đây. Mạnh Thường Quân lên tiếng, Mạnh Thường Quân không hỏi thôi. Anh lấy cái cớ gì mà anh hỏi, anh truy ra cái số tiền dịch vụ pháp lý này. Mà cái đây cũng không phải là dịch vụ gì hết trơn, tiền người Mạnh Thường Quân tự nguyện. À, tôi ngưỡng mộ năm vị luật sư, tôi cũng có quyền tôi cho mà, anh cũng có quyền anh cho. Nếu anh cho anh cảm thấy không mãn nguyện thì anh rút lại. Mà đằng này anh đâu có cho đâu mà anh lên tiếng anh hỏi, rất là vô duyên vô cớ chỗ này, các bạn thấy không? Mạnh Thường Quân đâu phải là, và cái dịch vụ về tiền, cái ngân khoản này đâu phải là một người chịu trách nhiệm, mà hàng trăm hàng ngàn người, hàng triệu trái tim ngưỡng mộ các vị luật sư họ cho. Bây giờ chẳng lẽ chừng đó người lên tiếng sao Hồng Sơn? Anh làm trách nhiệm gì mà anh lên tiếng? Người Thiền Am cũng không có quyền lên tiếng. Các vị tôi hỏi đó, đó là khẳng định một lần nữa nha. Tại sao anh, không, à, anh lại hỏi Hồng Thanh cũng đứng lên hỏi thù lao là gì? Anh Mạnh đó, anh nói rằng là tại thời điểm này, chuyện này mới thành công hết ví dụ 331, mà 331 là bản án đã có được pháp luật rồi nha. Còn lại 5 trên 6
5 trên 6, có nghĩa là 6 này là 6 vụ án như mà anh lập luận đó. Cái đoạn cuối anh Sơn này nói rất là khôi hài, nhận định về anh và anh luật sư Lăng. Tổ này tôi xin nói câu này. Tôi xin nói câu này. Sao? Nói sao? Nhận nhận cái tổ là ký hợp đồng và nhờ luật sư. Tôi xin nói chỗ này là cái tổ nhận lại. Nhận nhận gì? Mà quý vị khán giả không có quý vị khán giả hỏi là cứ cãi ra hoài mà. Tức là do cái chuyện người Thiền Am có viết nhờ luật sư đưa như tôi nói, anh đây bị anh đại diện đó, cũng thế đó là những cái việc mà nếu xảy ra như thế vậy đó, dù việc mà xảy ra như thế này đi qua hệ pháp luật đó thì là luật sư Mạnh lo, đó là cái ý kiến của người Thiền Am. Thì chúng ta ký hợp đồng tiền chứ tiền mà sao, tiền dụng nào ra bao nhiêu như thế nào, rồi thời gian, rồi phương thức thanh toán này nọ kìa, thì cái đó tiền có liên quan gì đâu. Bao nhiêu kệ chứ, Mạnh Thường Quân họ biết chứ, là cho họ không biết, họ không biết, họ không đó, thì đã biết người Thiền Am là không mất đồng xu cắt bạc nào trong dịch vụ pháp lý này, bởi vì các vị luật sư đã nói là làm phi là miễn phí, ký hợp đồng miễn phí, thì người Thiền Am cũng không có quyền lên tiếng hỏi là à cái phí luật sư này bao nhiêu, không liên quan gì đến người Thiền Am, chỉ biết liên quan đến dịch vụ hợp đồng. Năm vị luật sư bảo vệ pháp lý cho người Thiền Am tranh đấu trước phiên tòa, tháo gỡ những cái khúc mắc, những cái oan khiên cho người Thiền Am thôi. Đấy, còn không liên quan đến tiền bạc. Thì Hồng Sơn, Hồng Thanh trách nhiệm gì mà đứng lên hỏi cái vấn đề này, kêu gọi cộng đồng hỏi. Nó vô duyên vô cớ vậy. Trong khi mình là người không bỏ tiền ra, có phải là ganh tị không? Như vậy từ cái việc đó mà trước đây nữa nè, thì chúng ta thấy rõ một điều rằng là hợp đồng ký là một người, và cái nhờ đó là cái thủ tục để thể hiện chúng quyền của người Thiền Am, và cũng là cái thủ ký thủ tục là ký thủ tục pháp lý giữa luật sư với vụ án 331 cho người Thiền Am thôi, còn không có liên quan gì đến tiền bạc. Trong cái vấn đề này Hồng Sơn đừng nhắc đến tiền bạc là nó hay hơn, không có nói là hợp đồng tặng cho hay hoặc là thù lao luật sư hay là phí luật sư gì đấy cả. Cái đó là ngồi cái mục tiêu của cái hợp đồng rồi. Cái vấn đề đó là chỉ có giải quyết là do các Mạnh Thường Quân họ có lên tiếng hay không thôi. Mình không có trách nhiệm, không có liên quan, mình không có mất tiền, không vô can vô cớ trong vụ việc này, thì đừng có nói đến cái chuyện đó. Cứ thắc mắc thì thắc mắc hỏi Mạnh Thường Quân đấy, tự hỏi bản thân mình tại sao mình không cho tiền mà tại sao mình lại hỏi chi vậy ta. Mình tự mình hỏi mình đi chứ, vô duyên vô cớ dữ vậy. Mà luật sư để làm những hồ sơ pháp lý tham gia tổ tục, xin đấu loại được đó. Cho nên đó quý vị mình thấy cái nhóm mặt trả ra đời có hai điện tử. Tôi chính tôi nói cho nên mình phản điện tử có hai điện tử, tôi mới nói là nếu đã là giúp người Thiền Am mà đúng nghĩa đó, thì cái tiền phí luật sư bao nhiêu mình cứ trao cho họ, họ cầm đồng tiền đó, họ mặc cả, hoặc là họ thỏa thuận với luật sư. Tiền đâu ở đây? Tiền ở đây là tiền từ Mạnh Thường Quân trao riêng cho các vị luật sư. Đấy, chứ không có cái tiền thù lao gì ở đây cả. Không có tiền phí luật sư gì ở đây cả. Cái này là quan hệ dân sự giữa các luật sư đối với Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân đây có phải là một người đâu, hàng trăm người. Một luật sư, và như vậy là họ như là... Làm gì mà công khai? Cái đó là mình tặng cho người Thiền Am, nhưng mà tặng cho đó đồng tiền, không có đi mua xe hơi tiền. Đấy, ấy đừng nói vơ, ở đây là Mạnh Thường Quân không tặng cho dịch vụ pháp lý cho người Thiền Am nghe, chỉ tặng cho các luật sư. Các luật sư có lòng hảo tâm làm phi cho người Thiền Am, Mạnh Thường Quân ngưỡng mộ tặng riêng cho các vị luật sư, chứ không liên quan gì đến Thiền Am cả. Không tặng cho Thiền Am, và cho dù cái số tiền có lớn bao nhiêu thì Thiền Am cũng không lên tiếng và không có trách nhiệm liên quan trong vấn đề này, bởi vì Mạnh Thường Quân đã nói rằng là đã tặng riêng cho năm vị luật sư, đây là gọi là món quà chứ không có là phí hay hoặc là dịch vụ gì ở đây cả. Đây là họ xuất phát từ lòng hảo tâm, họ tự nguyện. Đó là một điều kiện là tiền để thanh toán phí. Thanh toán phí gì? Người Thiền Am thanh toán. Người Thiền Am gì thanh toán? Đã nói là các vị luật sư làm hợp đồng miễn phí rồi. Không phải là
người cho mình. Luật sư Lân cũng nói là người Thiền Am không tốn một xu nào trong đây nữa, thì làm gì mà đem cái tiền đó là đưa cho Thiền Am rồi Thiền Am lại trả cho luật sư. À, ông nói vơ vơ quá, nói tầm bậy quá, làm gì? Dẫn chứng nói rằng là hỏi là phải kê khai từng chi tiết vụ án xứng đáng bao nhiêu tiền bao nhiêu rồi người Thiền Am mới đem ra trả, lấy cái phí luật sư đó đem ra trả, vô lý chưa? Ở đây đâu có, Mạnh Thường Quân cũng đâu có nói là kêu gọi phí trao cho người Thiền Am, mà chỉ là dành riêng cho các vị luật sư thôi. Cái phí luật sư này là Mạnh Thường Quân chịu trách nhiệm mà. Ấy, Hồng Sơn phải biết rõ điều này mà. Họ học đi đâu mà lên nói, ở đâu có cái gì nữa. À, rõ ràng đúng rồi chứ gì nữa. Thấy rõ một điều rằng là hợp đồng ký là một người, và cái nhờ đó là cái thủ tục để thể hiện chút quyền của người Thiền Am, và cũng là cái thủ tục mà luật sư để làm những hồ sơ pháp lý tham gia thủ tục. Cái đó rõ ràng rồi. Xin có lỗi chỗ đó. Ừ. Cho nên đó, quý vị mình thấy cái nhóm mặt nạ đã đề có hai hiện tượng. Tổ chức trong đó cho nên mình phản biện tôi mà có hai điểm. Tôi nói rằng nếu đã là giúp người Thiền Am mà đúng nghĩ đó, thì cái tiền phí luật sư bao nhiêu mình cứ trao cho họ. Họ cầm đồng tiền đó, họ mặc cả, hoặc là họ thỏa thuận với luật sư, ký hợp đồng với luật sư. Cái đó là... Và như vậy là họ vừa là khách hàng mà cũng là vừa thâm thuộc của luật sư. Ừ. Cái đó tại là mình tặng cho người Thiền Am, nhưng mà tặng cho đó đồng tiền không có đi mua xe hơi. Tại đó là một điều kiện là tiền để thanh toán phí cho luật sư, và người Thiền Am thanh toán không phải là cái người cho mình thanh toán. Tôi đã chia sẻ bài rất sâu sắc. Họ học đến đâu mà lên nói, ở đâu có vậy? Tiền ở đâu người Thiền Am thanh toán? Giờ tôi hỏi anh Sơn nè, đã nói là người Thiền Am không tốn tiền trong vấn đề này, mà tiền của Mạnh Thường Quân cho thì Mạnh Thường Quân có quyền thanh toán, Mạnh Thường Quân có quyền trả chứ, tại sao gọi là người Thiền Am thanh toán, người Thiền Am trả được hả Hồng Sơn? À, thì có điểm đó, tôi thuê, tôi trả tiền, tôi cho, đây là cho dịch vụ pháp lý. Còn cái lý luận của tôi là cho tiền có điều kiện gì là điều kiện để thực hiện được. Thế luật sư trong hợp đồng tôi đồng hợp là thực hiện dịch vụ pháp lý cho người Thiền Am. Nó giống giống cái hình ảnh của Thiền Am như vậy. Những Mạnh Thường Quân đưa tiền cho Thiền Am, chuyển vô Thiền Am dùng, không phải dùng bằng đồng tiền mặt, mà dùng bằng hợp đồng xây dựng sửa chữa. Tức là hợp đồng đặt cho có điều kiện. Anh so sánh cái chỗ này nó quá là khập khiễng. Nó khập khiễng. Cái vụ Thiền Đạt là nó khác. Thiền Đạt là cố tình vào trong Thiền Am để tự tạo ra cái hiệu ứng đó, để kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ cho Thiền Am, mà cuối cùng là Thiền Đạt là người trung gian nhận tiền để đứng ra trách nhiệm sửa chữa cho người Thiền Am. Nó khác với lại cái dịch vụ pháp lý của các vị luật sư. Các vị luật sư ở đây là các Mạnh Thường Quân tự nguyện đứng lên kêu gọi các vị luật sư hãy thực hiện và làm việc hết sức mình đi, ngân phí là Mạnh Thường Quân tự lo, mỗi người hỗ trợ một ít, công khai rõ ràng. Còn cái vấn đề liên quan đến Thiện Đạt thì ở đây cũng không có cái gì gọi là dịch vụ pháp lý hợp đồng tặng cho ở đây cả, đều xuất phát từ tự nguyện hết đó. Ở trường hợp này đó, cái vụ này nó có ý cái vụ Thiện Đạt cái đó, thì nó đúng lẽ là nó diễn ra cái này là Lê Thanh Minh Túc, cô Lan Hai Lúa mới nói là phải ký hợp đồng luật sư với chúng tôi, chứ còn nếu mà khác là không, hợp luật sư không được. Như vậy là trường hợp này nó khác lắm, là hai cái điều kiện nữa. Tôi chẳng cho làm dịch vụ pháp lý, nhưng mà dịch vụ pháp lý cũng phải người của tôi. Nếu nhìn ở góc độ pháp luật, lời nói Lê Thanh Minh Túc không sai. Bởi tôi cho tiền ông với điều kiện là ông thuê ông luật sư này, ông mời ông luật sư này, ông luật sư khác tôi không chọn. Đúng, điều đấy đúng sai lắm. Không sai, cái lời nói của Lê Thanh Minh Túc đó là không sai. Nếu mà nói tình thanh chính vô được pháp luật, hoàn toàn có quyền đó. Tức là tôi tặng cho mà điều kiện tôi đặt ra, nếu chịu thì được, còn chịu thì không. Chết sai chỗ nào, chết sai chỗ nào mà cứ Lê Thanh Minh Túc ra là... Về mặt pháp luật là không sai. Chứ sao nữa, thì đã là không sai, đã là đúng rồi, thì tại sao mà cứ ngày đêm là coi như lên lôi Minh Tú ra là liên quan đến tiền bạc, liên quan đến dịch vụ pháp lý. Minh Tú không có nghĩa vụ, Minh Tú không có quyền đấy. Rồi tiền bạc liên quan đến là người Thiền Am phải biết, người Thiền Am phải trả số tiền này, và số tiền đó phải đưa vào cho người Thiền Am, người Thiền Am tự trả
mặc cả với cái dịch vụ pháp lý này, bao nhiêu tiền xứng đáng, bao nhiêu thì người Thiền Am trả, làm sao được? Mà chương trình hôm nay tôi chia sẻ vậy là góc nhìn xã hội và pháp luật, nó có phần xã hội. Nếu nói cái câu đó đó mà cái Thiền Am là một cái người xa lạ thì mới cái này Thiền Am là cái người mà gọi là nghe chủ mưu trong cái bản án đó, cụ Lê Tùng Vân nặng nhất là bây giờ là chủ mưu, mà cụ Lê Tùng Vân là cha cũng lên thành tù. Mà câu này thì còn đời người ta gọi là cạn tàu ra mà góc độ xã hội không thể nghe. Chứ nếu chiếu vô pháp luật không sai, hợp đồng đặt cho được quyền đặt điều kiện, nếu chịu thì được, không chịu thì thôi, chúng ta nói một câu là không sao. Nhưng góc nhìn xã hội, một người con mà nói với người cha mình, cách hành xử đối với người cha mình, do cái lời nói trực tiếp vô tai cha mình, cách hành xử đó đối với người cha mình quá tàn nhẫn. Sao tàn nhẫn sao? Người đời sẽ nhìn vô một cái khái niệm cạn tàu rộng mắt. Một người con mà hành xử với người cha mình liên quan tới đó cũng được. Chị có Hồng Sơn tưởng tượng ra, chị có Hồng Sơn suy diễn những cái ngôn từ ra, chứ làm gì có cái chuyện ở đây. Đó là cái trách nhiệm của Minh Tú là thưa hành ngồi cụ Văn để làm các cái thủ tục ký và kêu mướn luật sư cho người Thiền Am. Liên quan tới pháp lý, liên quan tới án hình sự, mà người con nói rằng đặt điều kiện đó. Và cái điều kiện đó là gì? Điều kiện đó là tiền của chúng tôi đưa ra, lời nói của tôi khô hào mà tôi cũng được phải thì rõ ràng đúng thôi chứ chi nữa. Thầy Minh Tú chịu trách nhiệm đứng ra ký dịch vụ pháp lý kêu mướn luật sư, tiền bạc thì trong đó có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, kêu các vị luật sư này là những vị luật sư đã được tín ngưỡng, được tin tưởng, chứ sao nữa? Súng không có, tôi không nào càng làm ra mấy. Ông suy diễn ba cái chuyện vậy đó mà coi như là đổ tội cho người ta. Tôi chỉ phân tích ở góc độ pháp luật không sao, nhưng góc độ xã hội đạo đức không thể chấp nhận. Đó là điều đó. Đạo đức gì? Còn trời đất sao lại tóc kèn nó xuôi ngược nó ở cái đoạn sau này anh sau này anh nhận định rất là thú vị, rất là hài hước. Kiều lạnh đấy là đi ngược, kiều lạnh thì đi xuống, chắc là cái tàu này nhiều quá thì biển sẽ đi tới đi luôn, không được nó sẽ cầm tròn tròn lên thì luôn, không có nào không cái nào không có tập trung cái nào mà ba người này được xem là ba người trong cuộc, ba người này đều không phải nói riêng tư mà nói trên cộng đồng mạng. Anh Lâm thì giải thích rằng ký thì coi như nhận đủ trăm trăm. Góc độ anh Mạnh nói là chưa nhận đồng nào. Chị Lan thì đi đâu thì nói là phải có thì rồi. Hợp đồng của bán nhà thì hợp đồng người đáp được phải có đặt cọc. Vậy là cái đồng đúng. Xin chào anh Lâm. Đến nay vẫn chưa hiểu anh ấy cây cứu cái gì, vì có liên quan đến anh ấy đâu. Tí nữa anh so sánh khập khiển cái mà cái từ đồng nghiệp này nha, rất là vui. Quan tâm một câu gì đi, và tôi cũng là người tham gia quan tâm đấy. Chắc anh đoán là cái khoản thù lao cho cái dịch vụ pháp lý đối với năm vị luật sư này nhiều lắm, thành cho nên anh tưởng tượng ra con số mà anh tiếc mà anh không có phần trong đây, không được hưởng. Vì cái công trạng của anh cũng có rất nhiều, anh tham gia coi như là nhảy hết kênh này đến kênh kia, cũng nói khô nước bột nước miếng mà cuối cùng không được cái gì là anh rất là cay, rất là tức. Tôi quan tâm là nghe, còn cái giúp được thì tôi giúp nghe, chứ tôi không có phải là rét tên tôi là hỏi Hồng Sơn Hồng Cách ngày 26 tháng 7 giờ đâu vậy, một thảo chủ mình mở Hồng Sơn Hồng Cách đâu. Trước đầu xin thưa rằng lực sự chúng tôi có đúng thì ai cũng thấy, tôi chưa đúng. Đúng rồi, ở thì là thời điểm đó Hồng Sơn, Hồng Thanh rất là nhiệt tình mà tìm mọi cách để đẩy các vị luật sư ra, đẩy nhóm đa đề ra ngồi. Thì ở cái lúc đó thì cái trách nhiệm vai trò của Hồng Sơn, Hồng Thanh đối với người Thiền Am là rất quan trọng mà. Cộng đồng mạng hỏi vậy là đúng rồi. Sao nói tiếp đi chứ. Tôi làm sao có cái quyền đó mà nếu giả thiết đi mà làm á thì ủ cho mấy vị luật sư.
kia bộ không không tin biết gì làm sao mà không có không thực hiện cái quyền khiếu nại tố cáo rồi tố giác tội phạm đó là tôi giải được ở hành nghề của họ. Cản trở quá chứ gì nữa, không cần không cản trở. Mà phải tin mà nói chứ không. Sao vậy nhảy vậy không sao? Không mà kỹ sư điện tử ra đã không làm gì lộn chứ nó sao hại nó. Luật sư mà sao hại nó hành nghề luật sư. Mà không làm được vậy thì nhờ luật sư làm gì. Anh không phải là luật sư của chúng tôi, anh cứ làm thuê. Chào cô Lan Minh Tú, thì họ sẽ gọi anh là luật sư của chúng tôi. Anh có làm được gì đâu mà thắc mắc cái này cái kia. Sao sao? Liên quan tới cái tiền thù lao, đó là cái quyền của cũng nhắc đến tiền thù lao. Với lại khách hàng, với thằng chủ của bạn. Nhưng mà liên quan cái này tôi chính tôi đây này vừa có chia sẻ ra tôi thấy cái hiện tượng mà nó bất chấp mà yếu vậy sao người trong cuộc nó mâu thuẫn chính người trong cuộc cái góc độ này cái bài hôm nay tôi chia sẻ được đó là góc nhìn xã hội và pháp luật. Phần pháp luật tôi nói rất rõ những cái pháp luật và những cái trường hợp như thế này thì cái góc độ xã hội tôi nhìn tôi chỉ được thử lại cho cái bài tôi chia sẻ cái phần mà liệu liên quan đến Lê Thanh Minh Tú mà tôi đã nói đó Lê Thanh Minh Tú lên mạng nói rằng á là phải mệt phải luật sư của chúng tôi còn nếu không phải luật sư của chúng tôi đó thì một số của họ hỗ trợ mà được quân bình bên đây được là bên của Lê Thanh Minh Tú không không xung nào tôi nói gì mà không được là đúng rồi. Bây giờ là điều hợp anh nói thì cái gì anh cũng cho là đúng hết trơn. Có điều kiện Lê Thanh Minh Tú rất là ngay thẳng có sao là nói vậy nghĩ rằng nghĩ sao là nó nghĩ đúng cái nghĩ của mình nói ra đó là tốt đó là theo quy định pháp luật không sai nhưng mà phải chuyện gì nào an là một cái tổ nào thì an là người đứng đầu đó thành gia mà thì góc độ sao đạo đức sao nhìn nhìn cách sao nhiều lần tôi đã nói tha đuôi mà giữ đạo già còn hơn có mắt ông già không tử. Cũng thơ vang vào đây nữa. Sao nó nhảy hay sao à? Nó thơ vang thì anh sang lịch trầm rồi. Dạ tôi cũng xin thưa rằng đối với một cái tiền nam tôi theo dõi được cái gì không biết. Không làm được tức là một khán giả chỉ sẽ chụp kênh thì chính tôi không những ngồi lý luận mà tôi được thực tiễn tôi giúp được những gì tôi giúp đó là việc của tôi quyền của tôi và tôi không xâm hại gì bị hại hết không xâm hại quyền của ai mà sao lại cứ lo chuyện cá nhân chuyện không liên quan đến mình của người ta ra mà nói hả không sao hay đó là quy luật sao mà điều đó tôi chấp nhận cho nên tôi không ngán ngại gì vì lẽ đó anh cố tình là nhục mạ tôi hay là làm cho tôi một cái tí hả thì tôi xin thứ là tôi chẳng là tôi hả mà tôi tức hả tôi cái tức là bữa nào cũng sẽ làm cái bài gọi là những cái điều ôn lại ý định những cái điều mà luật sư làm cho tôi. Ở đoạn này các bạn nghe ảnh so sánh ảnh với lại luật sư Lăng. Tôi chưa bao giờ sợ hãi lại đã có thử lại nha. Chỗ này tôi giải thích điện tôi rõ lắm. Tôi từ xưa tới giờ khi mà chia sẻ trên không gian mạng cái người mà đặt bút danh cho tôi là luật sư Lăng Danh đó là 500 tỷ 15 và tôi thấy nó hay nó không có trái pháp luật nó không có trái luật xã hội tôi sử dụng nó tôi làm tôi chưa bao giờ tôi biết ai tôi biết gì hết thứ gì đó mà tôi còn không muốn nữa. Thứ nhất, thứ hai, do mấy anh em mến mộ tôi, mấy anh em thấy tôi cho nên là kê tôi luật sư Nguyễn Sơn. Tôi dám nói câu điều không này, điều này không sai. Tôi dám nói đó, không sai.
tôi đã bị cả hành trình của tôi lộ mà trên không gian mạng nè, nhưng mà tôi không có tập mà đưa chơi chơi lên nè, tôi không có làm gì đó, tôi không nghĩ vụ làm đó. Rồi trong trường hợp đó, trong trường hợp đó là chia sẻ trên kênh nhật ký luật sư đó, là vào ngày 5 tháng 8 năm kia rồi, với cái sự kiện tôi cũng đã nói họ còn bất ngờ, tôi cũng không chuẩn bị, mà do tôi ở nhà nó thì từ bữa đó tôi cũng tiếp khách, cho nên tôi hiện trang phục tôi tương đối là lịch lãm cho nó, không phải là đối với tôi mà khi mình trước công chúng không có trước số đông đó, trước số đông thì không có dụng mà cái hình thức ăn mặc lôi khôi là tôi không có tôi quen nó được. Cho nên là bữa đó cũng là có khách, cho nên tôi cũng ăn mặc cũng vừa để nó phù hợp với cái tính của tôi. Và như vậy là anh Lăng đặt ra, tôi cũng không biết anh làm cái gì, rồi tới chừng anh la cho tôi, chắc anh la thì để anh la mình ngồi cho anh em mình tiếp khách tiếp, vậy là tôi giới thiệu em tôi luôn. Rồi giới thiệu luật sư Nguyễn Hồng Sơn, cái người mà giới thiệu trên kênh là luật sư Nguyễn Hồng Sơn đầu tiên là chứ lên đặt đó. Đúng rồi, đó là lúc đó là anh tôn trọng anh vì anh cũng đã nhân danh xưng là luật sư. Chứ bây giờ anh đã xưng anh là luật sư rồi, không lẽ là anh Lan nói rằng là đây là ông chăn bà, ông xe ôm hay sao? Thấy không? Chính anh cũng là nhân danh là luật sư. Mà cái phong thái anh đó là anh đã nói là tôi đi ra là lúc nào cũng phải đỉnh đạt, cũng phải là bài bản. À, thì luật sư Lan mới giới thiệu đây là luật sư là đúng rồi. Thì lúc đó là luật sư còn tôn trọng, còn tôn trọng anh. Anh nói là tôi không phải. Chứ phải chi đó, mà bữa đó anh nói, mà tôi nói là tôi là sư biểu sơn thì tôi mới là người tự xưng chứ. Mà thật ra tự xưng nó không sai đâu, nhưng mà cái góc độ bị ai tôi không cần cái đâu. Như vậy là cái người nói đầu tiên mà nói tôi rõ ràng cái không gian mạng mà nó chi tiết chính xác là anh luật sư Đăng Đức. Bây giờ anh đi phủ nhận cái này chứ đâu phải là tôi. À. Đấy là lúc đó là anh chưa biết được thân phận đích danh của anh, là anh xưng anh là luật sư để gọi là tôn trọng lịch sự, nhưng bây giờ là đã biết được, đã lộ tải cái bản chất bản thân của anh không phải là luật sư thì anh phủ nhận điều này là đúng rồi. Việc đó có gì sai đâu mà bây giờ anh lại nói như vậy, anh là mỉa mai. Cái thứ hai anh nói là anh không chấp nhận, không có chấp nhận cái người làm việc vì anh là luật sư mà tôi không phải luật sư, giả danh luật sư. Đúng rồi, giả danh mà thì sao chấp nhận đồng nghiệp được. Mà anh không, đã là không phải là luật. Anh không chấp nhận, tôi nghĩ là anh nói đúng hơn. Anh nói rất đúng. Bởi vì anh coi như là bây giờ anh không phải là cái người làm luật sư của tao. Dầu cho chưa có bản án, một người chưa có bản. Ấy anh Sơn anh nói rằng khi nãy anh nói rằng là lúc đầu là anh Lăng là xưng với tôi là tự giới thiệu tôi là luật sư Nguyễn Hồng Sơn trên kênh của mình, mà bây giờ lại nói ngược lại là tôi không phải là luật sư, phủ nhận điều đó. Anh Lăng anh chưa tiếp, nhưng tiếp ra là người ta có dấu hiệu, người ta đã chuyển dấu hiệu 311 và người ta đã thực hiện cái việc triệu tập trong là những người đó triệu tập và không xuất hiện liên tục 3 lần, họ ra quyết định truy tìm, ra thông báo truy tìm và anh nói là anh rời khỏi nước Việt Nam, còn ở đâu anh không nói, cho tôi là rời khỏi đất nước nơi tới một nơi an toàn. Cái người mà đi như vậy đó, hành tung nhất tích như vậy đó thì nó có hành xử về luật sư được không? Mà tôi cũng nói thiệt mình, tôi không dám nhận anh đồng nghiệp đâu, đồng nghiệp trốn. Làm sao anh mà làm sao mà dám đồng nghiệp với lại là anh Lăng mà nó bị luật sư được? Cái trình độ, cái nhân cách của anh nó thối tha, nó bẩn thỉu như vậy mà làm sao mà dám nhận là đồng nghiệp với lại luật sư Lăng được anh Sơn? Đúng rồi, anh không nhận đồng nghiệp là đúng rồi. Ông chơi với bạn là trốn gì đó hả? Thì ông vậy tôi lại chết tôi nữa, trong khi tôi không có chết, tôi không có trốn. Tôi thích tôi đây, sự như là của thủ. Ghê đó, đúng rồi. Anh nói anh tôi cảm ơn Lăng, anh nói là đừng có nhận anh không chấp nhận, mà tôi nói anh không nhận tôi mừng vô cùng. Để anh lỡ nhận cho được bản thân tôi thì không sợ lắm. Không phải là khi người ta được lỡ thì mình nhào tới, mà khi người ta xa cơ là mình xa lắm. Con người đó không có tử đâu, tôi không có suy nghĩ đó đâu. Nhưng sẵn anh gửi lý cho tôi cái đó, chắc có lẽ anh nghĩ tốt cho tôi, anh nghĩ vậy là tôi là thân phận đó bỏ trốt vậy mà ông mà thân thiện với tôi đó hả? Đồng nghiệp đồng môn tôi, người ta lại bị xấu cho ông tội rằng chắc ông anh thương tôi. Anh nghĩ là anh đã bỏ trốn rồi, là dầu gì chăng nữa thì cũng đã có dấu hiệu của hành vi 311 rồi, là lại là triệu tập, lại là truy tìm, lại là thông báo truy tìm. Bây giờ anh bỏ trốn, anh tục ngữ tạm dùng là tạm lánh, anh ra khỏi đất nước. Mà nếu vậy thì
tôi mà thôi anh nên đồng ý nên anh sợ cho tôi anh thương tôi sợ tôi vậy là hành vi đó anh thương cho tôi sợ ảnh hưởng cho Sơn quá đây chứ. Một luật sư ẩn danh chỉ là nhân danh trên mạng xã hội, chưa từng chứng kiến, chưa được đích danh danh chính ngôn thuận mình là ai trên mạng xã hội này, chưa từng tham gia bào chữa cho một vụ án nào, chưa từng có một văn phòng luật sư nào, thì làm sao mà anh Lân dám nhận là đồng nghiệp, làm sao mà xứng tầm với các vị luật sư được. Cho nên không nhận anh là đồng nghiệp là đúng rồi chứ gì nữa. Bây giờ anh mỉa mai, anh cho rằng là cảm ơn anh Lân đừng nhận tôi là luật là đồng nghiệp, trong khi bây giờ anh phủ nhận, anh cho rằng là anh Lân bây giờ là không phải luật sư, phải trốn chui trốn nhủ như vậy, đừng nhận anh là đồng nghiệp để cho nó mang tiếng là một người có một đồng nghiệp đã bỏ chạy bỏ trốn pháp luật như vậy ha. Anh phủ nhận cái điều này, kiểu là anh nói là nói mỉa mai luật sư Lân. Những cái câu nói của anh nói là bằng mặt nhưng trong lòng anh rất là sâu cay, rất là nhục nhã về cái vấn đề này. Cho nên anh làm cái clip ngắn rồi úp lên. Rồi cái clip mới này cũng mới đưa cho tôi. Thì thật ra trong đó của ông nói gì tôi, nhưng mà cái hình ảnh thì đưa lên, ảnh tôi dọn thành chụp lên. Thì chắc có lẽ anh nhớ lại hai đứa em. Hai đứa em. Thì tôi nhỏ là 5 tuổi, thì tôi là anh chỉ bình thường đó, một độ xã hội. Thì còn góc độ mà anh không dám nói câu rằng ai trước sau thì không cần phải hơn thua chỗ đó đâu. Chỗ này cũng có thể là mình làm có 2 năm kinh nghiệm hơn 13 năm chỉ có bình thường. Chỗ này là chỗ nó dốc đại sự rồi đó. Có nghĩa là anh kêu là nghề luật sư không cần phải là học ít học nhiều hết, quan trọng là cái hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết của anh là hiểu biết tào lao, hiểu biết về cái sự ba qua lẻo mép trên mạng xã hội thôi. Anh cho rằng lớn tuổi hay không, nhỏ tuổi không quan trọng vấn đề, kinh nghiệm nghề nghiệp không quan trọng vấn đề, mà quan trọng là hiểu biết. Anh cho rằng là tôi là giao cái nghề luật sư này trước anh Lân, trước anh Lân nghe chưa, ông nhỏ tuổi hơn, ông mới nói ông nhỏ tuổi hơn luật sư Lân, mà ông nói là ông kêu ông giao nghề luật sư này trước luật sư Lân. Không, cái chuyện đó tới hoàng đâu. Nhưng đưa hình ảnh tôi chứ lại hồng thanh lên rồi nói rằng là mặc áo vest chưa là luật sư. Đấy. Từ lừa đảo này nọ. Đúng rồi. Thì thật ra áo vest thì nhiều mặt. Thế là nếu mà nói là áo vest là luật sư chắc là chủ đề luật sư hết rồi. Trên thế giới này là chủ đề là áo vest. Đây, ông nói ông so sánh, ông kêu rằng là anh Lân nói là mặc áo vest chưa hẳn là luật sư. Thì ông so sánh, ông nói là nếu nói như vậy là chú rể là đều là luật sư hết chứ sao. Các bạn thấy rất là vớ vẩn. Anh Sơn, chú rể là ở trong một cái môi trường, chú rể là được đại diện cho cô dâu và chú rể ở trong cái hôn trường, ở nơi công đường, ở nơi mà được gọi là dành cho tình yêu lứa đôi, chứ không có so sánh. Những người mặc áo vest, anh nói rằng là nói như anh Lân thì các chú rể mặc áo vest thì đều gọi là luật sư hết sao. Anh so sánh rất là khập khiễng. Vậy mà anh nói rằng cái trình độ của anh là hơn các vị luật sư. Ở đây tối ngày anh lên mặc áo vest, anh ngồi anh chia sẻ pháp luật, người ta mới đánh giá anh là chiếc áo vest không thể gọi là luật sư được. Mà anh so sánh, anh nói như Lân nghĩ như vậy thì các chú rể đều là luật sư hết sao? Những người mặc áo vest hết đều là luật sư hết sao? Chú rể họ mặc áo vest là trong tức thời, trong cái hôn trường để chứng minh đó là chú rể bên cô dâu thôi, chứ họ không có mặc thường xuyên như anh Sơn. Không có lên live ở nhà cũng áo vest, đi vô thiền am trời nóng nực cũng áo vest, đi đâu cũng áo vest. Cho nên anh so sánh cái chỗ này rất là vớ vẩn, rất là khập khiễng. Cái mỉa mai đâu có cần nặng đề gì cháu. Em hai đứa em thì tôi nhỏ mà 5 tuổi, tôi kêu anh là chuyện bình thường đó, một độ xã hội. Chỉ còn góc độ mà hành nghề tôi dám nói câu rằng ai trước sau thì không cần phải. Cái đội này rất là vui. Cũng có thể là mình làm có 2 năm kinh nghiệm hơn 13 năm chỉ có bình thường, nhưng tôi dám hứa một điều rằng tôi là giao cái nghề luật sư này trước anh Đặng Lâm, trước anh Đặng Lâm không cái gì đó chỉ nói khoảng thôi. Nhưng đưa hình ảnh tôi chứ lại hồng thanh lên rồi nói rằng là mặc áo vest chưa là luật sư, nên từ lừa đảo này nọ. Thì thật ra áo vest thì nhiều mặt, thế là nếu mà nói mặc áo vest là luật sư chắc là chủ đề luật sư hết rồi. Trên thế giới này là chủ đề gặp mặc áo vest không có một cái giả cách đó có nhưng mà ít. Nếu mà quan điểm cho rằng anh chủ đề mà mặc áo vest là trở thành người mặc áo vest là trở thành luật sư hết, thì cái áo vest thì nó sẽ là chủ đề là luật sư hết. Để dù đám cưới không có nói chạy chủ đề, nó chạy luật sư vì mặc áo vest.
so sánh vậy đó các bạn thấy rất là nặng đề gì đó. À, cho anh Lâm thì tôi đã từng làm nghĩ là anh đã từng nói chung chia sẻ về đồng tiền bắt gạo tôi không được một xu. Anh đi cư xử tôi thương cho tỷ hộ. Rồi bây giờ là coi như là không chấp nhận tôi là đồng nghiệp, không coi tôi là đồng nghiệp, để coi giống coi cái như ảnh mà làm cái thẩm quyền của mình ở đâu, cái tính pháp lý đâu mà tôi sợ. Chứ phải như ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông nói rằng cái con người này không thể là luật sư, à, tôi phải xem lại thì ông nói có căn cứ pháp lý. Đấy nhất, ít nhất là ông có thẩm quyền. Còn cái con người nhanh lăng mà anh nói với tôi thì có tỷ gì đâu. Còn anh không nhận tôi là cái quyền của anh. Nhưng mà tôi không phải nghĩ anh ghét tôi mà nghĩ anh thương cho tôi. Thì thân phận anh vậy anh sợ ảnh hưởng cho tôi. Rất là cay, rất là đau phải không Sơn? Rất là đau quá chứ gì nữa. Anh nghĩ cái tình thương như tôi, một nghe một bạn, một mình thân phận trốn, tránh như thế này, lúc trong rừng, trong núi gì đó anh nói đó, bây giờ ảnh hưởng tới ông Sơn vậy thì không được, cho nên anh nói những lời đó, không biết là có đúng không, tôi nghĩ sao cũng được. Xin anh, đâu cái điều đó cũng là... Tôi nghĩ sao tôi nói vậy? Như vậy thì các bạn có thể nghe được cái đoạn nhận định và phân tích chia sẻ của Hồng Sơn khi nhận định và mỉa mai đến luật sư Lân, thì các bạn cũng có thể đánh giá được cái nhìn nhận về cái góc độ mà trình độ của Hồng Sơn ở một cái góc độ như thế nào. Anh Lân thì cho rằng là trước đó khi xuất hiện trên kênh Nhật ký luật sư thì giới thiệu đây là luật sư Nguyễn Hồng Sơn, thì đó là cái sự tôn trọng của luật sư Lân. Nhưng sau khi phát hiện ra Hồng Sơn có rất nhiều các cái vấn đề không xứng đáng để ngồi ngang hàng với luật sư Lân trên kênh Nhật ký luật sư để chia sẻ, thì luật sư Lân mới phủ nhận điều này và cho rằng đến thời điểm mà luật sư Hồng Sơn không phải là luật sư và phủ nhận điều này, không phải là luật sư và không xứng đáng là đồng nghiệp. Thì đúng rồi, rõ ràng rồi, anh đâu có phải là xứng đáng là đồng nghiệp của luật sư Lân, bởi vì hiện tại trong thời điểm đây thì anh không phải là luật sư và các cái vấn đề chia sẻ pháp lý của anh liên quan đến Thiền Am là ảnh hưởng đến năm vị luật sư, ảnh hưởng đến người Thiền Am, cho nên luật sư Lân không nhận là một đồng nghiệp và cho anh không phải là luật sư là đúng rồi. Bây giờ anh rất cay, rất nhục cái chỗ này, anh quay sang trách mắng và dùng những cái suy nghĩ thiển cận của mình để so sánh, để miệt thị, để chế giễu luật sư Lân. Luật sư Lân cho rằng là mặc áo vest chưa phải là luật sư, thì Hồng Sơn mới giả định, mới nhận định cho rằng nói như anh Lân thì các chú rể, những người mặc áo vest như chú rể thì là luật sư hết hay sao? Ấy, chẳng lẽ vô trong đám cưới, vô trong hôn trường thấy chú rể mặc áo vest thì thưa là luật sư chứ không thưa chú rể hay sao? Anh nhận định một cách rất là khập khiễng, các bạn thấy không? Cái ví dụ của anh đưa ra nó mang tính rất là ti tiện và hèn nhục ở chỗ đây. Còn việc anh cho rằng là luật sư Lân không dám nhận đồng nghiệp bởi vì luật sư Lân bây giờ là đã bỏ trốn rồi, là một người chịu ảnh hưởng pháp lý đối với vụ Thiền Am liên quan đến 331, bởi vì luật sư Lân dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật, cho nên mới bị ảnh hưởng đến các cái nhận định, khẳng định để tố cáo những kẻ đứng sau giật dây núp lùm và khiến cho người Thiền Am vướng vào vòng lao lý, chứ không phải là những người yếu hèn chịu nhục như Hồng Sơn để lắng nghe, để nhịn nhục. Cho nên sự khẳng định của các vị luật sư, trong đó nhật ký luật sư, lời nói khẳng định, dám mạnh miệng, dám tố cáo những kẻ đã làm ảnh hưởng đến cái niềm tin đối với người dân, cho nên mới vướng vào sự truy tìm của cơ quan Đức Hòa. Cho nên họ chấp nhận ra đây là không phải là họ chịu cái sự hèn nhục, họ chịu sự thua cục, mà ra đây là để giải thoát các cái vấn đề khuất tắc. Hồng Sơn cho rằng là các vị luật sư này bây giờ trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh cái nghĩa vụ của mình và không còn liên quan đến người Thiền Am. Liên quan đến các cái dịch vụ pháp lý thì Hồng Sơn luôn kêu lên cho rằng là người Thiền Am bây giờ cơ quan điều tra đang truy tố về tội lừa đảo trục lợi, rồi các luật sư này bây giờ ở đâu, đổ thừa một cách rất là vô cớ. Đấy, trong khi là các vị luật sư này vướng vào tranh luận lùm xùm giữa
331 đối với cơ quan điều tra. Thì họ bây giờ họ lo bảo vệ cái sứ mệnh, cái bản thân của họ trước đây là cái sự an nguy cho gia đình của họ trước đây cả. Còn tất cả các cái vấn đề liên quan đến pháp lý, liên quan đến những cái diễn biến nếu có đối với người Thiền Am, thì họ có thể ủy quyền và thừa hành cho một cộng sự, cho một đồng nghiệp nào đó, nhưng chắc chắn là không có Hồng Sơn Hồng Thanh trong trong vụ việc này rồi. Cho nên Hồng Sơn Hồng Thanh luôn trách mắng, luôn phủ nhận, rồi tìm rất nhiều các cái góc khuất, các cái yếu tố để đưa ra để mạt sát, rồi để bôi nhọ các vị luật sư này, trong đó chủ yếu là luật sư Lân. Đấy, khi mà kênh của luật sư Mạnh vừa xuất hiện thì Hồng Sơn Hồng Thanh cũng nhắm vào cho rằng là luật sư Lân, luật sư Mạnh là một, chính luật sư Lân đã tạo và dẫn dắt luật sư Mạnh vào cái con đường để gọi là có quan điểm chống phá. Các bạn thấy không? Một cái suy nghĩ rất là quy chụp ở nơi đây. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái sự đê hèn, hèn nhục của Hồng Sơn chỉ là những kẻ mà núp bóng, ẩn danh thôi. Liên quan là nhân danh lúc nào cũng bảo vệ Thiền Am nhưng không dám lên tiếng tố cáo, không dám lên tiếng vạch trần, không dám lên tiếng để kêu oan cho người Thiền Am. Người Thiền Am bây giờ vướng vào thị phi, vướng vào pháp lý, vướng vào hàng nhiều các cái vụ án trước đây. Đấy, luật sư Hồng Sơn, Hồng Thanh im miệng không dám nói. Bây giờ các cái oan khiên cho người Thiền Am, ai là người đứng ra giải thoát nếu không có sự lên tiếng và tranh đấu cho cái quyền công bình ở nơi đây? Thì làm gì lan tỏa được cái sự ảnh hưởng này? Cho nên sự yếu hèn của Hồng Sơn cũng đã chứng minh trong cái cuộc chơi này là chúng ta thấy rằng là người thất thế và thất thủ. Bây giờ nhân cách chính bản thân của anh, vị thế của anh cũng không chứng minh được mình là ai trên xã hội, thì làm gì mà anh có tư cách để giúp đỡ cho người Thiền Am, kể cả là anh đủ trình độ đi chăng nữa. Nhưng hiện tại đối với cái nhân cách, giá trị, đạo đức của anh thì không thể nào mà đứng ra mà để cho người Thiền Am tin tưởng mà ký hợp đồng để cho anh mà thừa hành để bảo vệ người Thiền Am. Cho nên trong cái vấn đề này, khi mà anh đã biết được ba vị luật sư không còn ở đất nước này nữa là anh rất là mừng, rất là hoan hỷ. Người đời gọi là từ là coi như là cũng đáng kiếp đáng trách đó. Cái quan điểm của anh là nghĩ về các vị luật sư này là như vậy, bởi vì thừa cái cơ hội này là anh nhảy vào để đánh phá, để miệt thị và để bôi nhọ các vị luật sư, và ngược lại là anh tự tôn vinh cái giá trị bản thân và trách nhiệm của mình lên để lấy lòng người Thiền Am, để lấy lòng khán giả, mà quan trọng đó là đánh lừa niềm tin của cộng đồng mạng. Nhưng cuối cùng thực chất thì cái bản chất của Hồng Sơn, một con người vừa đê hèn, vừa tiểu nhân, vừa ti tiền, thì lúc nào cũng luôn bộc lộ hết tất cả. Anh không có che giấu được cái sự hèn nhục của mình trong các cái bài chia sẻ của anh, từ cái cử chỉ cho đến cái những cái ngôn từ anh phát ra. Anh không có thể mà giấu được cái cảm xúc từ bản thân của anh. Trước đây thì anh nói rằng trên mạng xã hội khi đối chất với mạng nắm như Quỳnh thì anh không chịu trách nhiệm khi cái lời nói trên không gian mạng. Mà trong cái bài viết tối nay ở cái đoạn là anh nói rằng là những lời nói trên không gian mạng không đủ căn cứ, không thể lấy đó là khi nãy anh nói mà ở cái đoạn nào đây mà mình cũng quên rồi, giờ để lục lại thì nó hơi mất thời gian. Các bạn theo dõi thì có thể nghe được cái lời nói của anh rất là táo trở. Thì cái thực tình của mạng này là thì sẽ có đào lậu, có bỏ trốn, có chạy trốn, có, nhưng mà chính thức từ của ba vị dùng đó, mà đặc biệt nó cũng thể là hai vị đâu, vì có sự miễn hành là để chặt cái thuật ngữ rồi chúng tôi tạm lắm ác từ là vậy. Bởi vì là trên cơ sở người ta thực hiện các cơ quan, là đặc biệt là cơ quan cụ thể đây là cơ quan cảnh sát. Và như vậy luật sư làm việc với thân thủ thì là rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tối nay chúng ta cũng các bạn có thể nghe lại từ đầu đến cuối cái bài chia sẻ của Hồng Sơn. Bây giờ mình chia sẻ thì cũng khá là mất thời gian, nhưng các bạn có thể hiểu sự thật được thêm về cái bản chất của Hồng Sơn thì chúng ta có thể nghe các bài chia sẻ của Hồng Sơn gần đây nhất.
để thấy được rõ ràng là cái bản chất của Hồng Sơn, cái sự hèn nhục của Hồng Sơn ở một cái góc độ như thế nào đối với trách nhiệm của mình thường ngày lên nhân danh là giúp đỡ cống hiến cho người Thiền Am. Miệng thì luôn hô hào cho như là giúp người Thiền Am, giúp cộng đồng mạng vô điều kiện, không vù lời. Nhưng mà các bạn thấy đó, khi nhắc đến tiền là Hồng Sơn và Hồng Thanh luôn tranh đấu. Về cái trách nhiệm bản thân thì tự bào chữa, tự tung hô nhân cách giá trị của mình. Nhưng khi tiết lộ các cái thông tin thì Hồng Sơn lại quên rằng mình đang ngồi ở vị trí nào trên trên cái mạng xã hội này. Cho nên đó là tất cả những điều mà chúng ta có thể thấy và nhận định được về giá trị và bản thân của Hồng Sơn. Đến bây giờ chúng ta cũng có thể nhìn một cái nhìn rất là khách quan để hiểu được, thấy được cái sự hèn nhục đê tiện của Hồng Sơn như thế nào. Rồi, mình xin chào Phú Liên Nguyễn, xin chào Lê Liễu, xin chào Nắng Mai. Đúng lắm, Thiền Am cũng không có quyền hỏi. Nguyễn Hồng Sơn loại biệt bợm ăn cơm hẩm nên hâm cả người, nói ra nghe mùi kem thiêu, đói quá rồi đang tìm đủ cách để kiếm chút cháo. Hồng Sơn đâu có vì tiền đâu, Phú Liên Nguyễn. Hồng Sơn nói là Hồng Sơn đang rất là rảnh rỗi mà. Cống hiến và giúp đỡ vô điều kiện, không vì tiền, không vì một mục đích vụ lợi nào cả. Nhưng mà ai cho thì lấy ha. Ai cho là từ 1 đô đến 50 đô là cũng là lượm liền. Xin chào Thi Nguyễn, luật sư gì mà tối ngày ganh tị tiền bạc không chia sẻ pháp luật, toàn là thao thao bất tuyệt mở sách ra đọc khi nói về luật. Xin chào Linh Lê, chị luật sư Thanh Trần tàn tạ và anh Sơn chống thấm thì là đồng nghiệp với Hà Mã. Xin chào Lê Liễu, xin chào Măng Trần, xin chào Hạnh Văn, xin chào No Bừa, xin chào Lai Phan, xin chào Phú Linh Nguyễn, Hồng Sơn. Phải chăng từ trong băng đẳng của Tư Xi Măng nữ tạc dân hồ Tư Cầu Muối chôn chĩa xi măng. Xin chào Văn Hạnh, xin chào tất cả những người thân quen, nhiều bình luận cũng khá là thú vị. Xin chào Sơn Trần, xin chào Hương Lê, xin chào Nhật Ký Luật Sơ, xin chào anh Lăng, xin chào Tuyết Nguyễn, xin chào Lai Phan, xin chào Măng Trần, xin chào Hương Lê. Tới nay có rất nhiều các cái bình luận mà giờ cũng nhiều thời gian rồi. Minh Tú là người xác nhận đúng và ra ký hợp đồng với 5 vị luật sư, chứ đâu có mời tên giả mạo luật sư Lăng. Giờ chủ kênh thuê tôi, chủ kênh có quyền nói luật sư của tôi. Không lẽ anh chủ kênh nói là luật sư của anh Sơn? Chính vì điều này mà tối nay Hồng Sơn lên thắc mắc đó. Hồng Sơn nói là trước đây là anh Lăng anh nói là xác nhận tôi là luật sư, xưng tên tôi là luật sư Nguyễn Hồng Sơn trên kênh của anh, rồi bây giờ tại sao lại bỏ tôi, tại sao lại phủ nhận, tại sao lại cho tôi rằng là không phải là luật sư. Hey, anh Sơn rất buồn, rất cay chỗ này. Xin chào Hành Văn, xin chào Hương Lê. Đúng rồi, mọi người mỗi khác, tôi là sát thủ, là lính đánh thuê mà ha. Luật sư Mạnh là chủ sĩ thuê tôi thì thỏa thuận. Rồi, xin gửi lời xin gửi lời cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần nữa. Bây giờ cũng đã là 1 tiếng rồi các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi thông tin của mình. Đến đây mình xin kết thúc và xin mến chúc quý vị và các bạn trong nước và ngoài nước có cuộc sống luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào, thân ái.